Thổng phát đây rồi. Mát rượi luôn. Đấy. Sao lại nhiều nốt thế nhở? Một nốt đây rồi, còn một nốt đây nữa. Lỗi của mình hấp tấp quá cho nên là khi mà mài nó cũng không cẩn thận ấy. Mình không biết rằng là ví dụ như là cái cách mà đưa lốp xe vào lốp, cái xăm vào lốp chẳng hạn là mình phải biết, mình phải để ý. Vì nếu không mà cái quá trình mà mình đưa vào mình không để ý, mình bậy nó ra là nó lại rách. Bị dập lại, bị rách thêm một cái lỗ nữa. Thôi xong rồi, lại dập phát đây rồi. Từ đấy nó xì ở đây rồi. 4 lần, phải đến lần thứ 4 rồi thì là bị mình cáu luôn đấy.